từ trước đến nay, hầu hết người tiêu dùng khi mua tổ yến xào thường chỉ nghĩ đến những món ăn như yến xào trưng đường phèn. Yến xào hầm bồ câu, súp tổ yến. Sau đây, chúng tôi xin được giới thiệu đến bạn đọc một loại sản phẩm khá mới lạ đó là tổ yến xào ngâm rượu. Đây là một loại thức uống có tác dụng cường thân, kiện thể, tăng cường sinh lực và do đó rất được cánh màu dâu yêu thích. Cách ngâm rượu với tổ yến xào như thế nào? 1. Chuẩn bị nguyên liệu 100g tổ yến sạch đã qua sơ chế. Nếu mua loại sản phẩm thô còn lông, các bạn có thể tham khảo thêm cách sơ chế và làm sạch tổ yến sao. Mật ong rừng nguyên chất, thể tích tùy thuộc vào khẩu vị của mỗi người, rượu trắng không cồn. Nên chọn rượu dưới 40 độ, càng thấp càng tốt, hương liệu tự nhiên, tinh dầu, trái cây. Rau củ, tất cả các loại nguyên liệu trên đều cần phải đảm bảo độ nguyên chất tinh khiết để có thể phát huy tác dụng tốt nhất đồng thời tránh được các ảnh hưởng xấu gây hại đến sức khỏe người dùng hai Cách ngâm rượu tổ yến đúng quy trình. Bước 1. Yến xào nếu chưa qua sơ chế sẽ tiến hành theo các bước dưới đây. Ngâm tổ yến từ 60, 80 phút trong nước sạch cho đến khi yến tơi ra rồi vớt ra để ráo nước. Dùng nhíp tiến hành nhặt tạp chất và những sợi lông còn sót lại. Nên chuẩn bị sẵn một chén nước sạch bên cạnh để rửa nhanh hơn trong quá trình làm sạch tổ yến. Sau khi chỉ còn lại những tạp chất nhỏ chúng ta tiến hành chia tổ yến thành từng phần nhỏ và gắp từng phần vào dây và đặt một tô nước. Dùng muỗng khuấy nhẹ sẽ làm rớt đi những lông kim khó nhặt và hạn chế để tổ yến tiếp xúc nước lâu vì dễ làm mất đi những khoáng chất có trong tổ yến. Dùng loại dây có lỗ nhỏ sẽ không làm rớt yến ra. Tiếp tục ta tiến hành làm cho hết phần yến còn lại. Bước 2. Cho tất cả các nguyên liệu vào bình ngâm từ 4 đến 6 tháng là có thể bắt đầu sử dụng được khi sử dụng hết nước rượu đầu có thể ngâm tiếp lần 2 hoặc 3. Tác dụng của tổ yến xào ngâm rượu là gì? Được ngâm với các loại thực phẩm cao cấp quý giá như yến xào, mật ong, tổ yến xào ngâm rượu đem lại cho người dùng những tác dụng tuyệt vời sau đây. Kích thích khẩu vị, sử dụng một ly rượu vào thời điểm trước hoặc sau khi ăn sẽ giúp tạo cảm giác ngon miệng đồng thời tăng khả năng hấp thu dưỡng chất cho cơ thể. An thần, tĩnh tâm, dùng một ly rượu trước khi đi ngủ sẽ đưa bạn vào một giấc ngủ sâu không mộng mị, tạo cảm giác sảng khoái, thoải mái và dễ chịu khi thức dậy, cung cấp dưỡng chất. Chữa suy nhược cơ thể, rượu tổ yến rất thích hợp với những người biếng ăn, còi xương. Suy dinh dưỡng, người vừa khỏi bệnh, hậu phẫu thuật hay phụ nữ sau khi sinh, bổ thận. Tráng dương, tăng cường sinh lực, đây là loại rượu rất thích hợp cho cánh mày dâu, đem lại sức khỏe. Hỗ trợ điều trị một số căn bệnh như yếu sinh lý, rối loạn sinh lý, liệt dương, làm đẹp da các chị em phụ nữ sử dụng một ly rượu ngâm tổ yến xào mỗi ngày sẽ giúp bảo dưỡng độ đàn hồi mịn màng và săn chắc của làn da từ đó đem đến hiệu quả duy trì nhan sắc lưu giữ nét thanh xuân